ấy nhảy ghê. Em ơi, mẹ bọn nha. Không sợ, bà mình đã quay chứ gì. Hai bé con sợ á? Đây sữa của bo này. Đây sữa của bo này. Em để này. Đấy. Đấy, con nhà ở đâu? Con nhà ai? Con nhà ở con nhà kia bưng cái gì à, thế à? Hộm đấy dê ừ. Ừ. Không việc gì, không việc gì kia từ bao nhiêu hôm rồi chị hả? Cháu được gần. Xin chào các bạn nhé, các bạn ơi, hôm nay mình đưa bé Bo sang đây để thăm một cháu là mới đẻ em bé nhá. Đấy thì là mình sang đấy thăm chơi để cho bé mới đầm đến đấy các bạn. Nào em bé sáng nay còn chưa biết ra thay cái ga khác. Này, ngon nha. Thế lên đây bao nhiêu hôm rồi? Còn lên được một tuần. Thế đi lại về. Ở đây lâu lâu rồi. Cháu chuẩn bị làm đầy tháng đó, cháu lại lên. Cháu biết làm đầy tháng ra không cháu lại lên. Chỉ nhìn cái tít à. Này đây, thầy vào thăm và cho tí bà nhá. Bà cho con nhiều thế. Con Chin. Bà cho con nhiều thế. Bà cho này cả bà cho thì bà cho mà mình mua thế. Gì mua nhá. Cô Bình có cái nhẫn đẹp thế. Đẹp á. Cô đặt à hay là đâu mà mua bình thường mà. Ôi trời ơi, bà mồm một tóc tét kìa. Bà Khị ơi. Chúc bé hay ăn chóng lớn nhá, lớn để chơi đi. Mẹ anh Bo. Anh Bo đấy. Anh đấy. Để trước à. Anh Bo để trước đấy. Anh Bo. Ôi thì chết anh Bo. Đây đi nghỉ đi cô ấy. Cô ấy đi rồi. Cô ấy đi tiêm cô của anh Bo để trước mà đúng người để ra thỉ. Ôi đúng không? Cô để ra thỉ mà. Đây không mà đây cho em bé ngồi đi nhá. Để con kia vào ghế nhu. Nó sợ. Nó sợ thì con sợ. Để con xem vào cái đắp lên. Đây cho em. Thank you.
Em bé ơi, không được gì. Bé khỉ này đáng yêu lắm. Bé Bo đáng yêu lắm. Lấy thì ăn chứ còn của nhà mình thì chả lấy được. Hả? Các bạn nha.